5 chiếc xe này nếu mà anh em được chọn thì anh em chọn chiếc xe nào? Đặc biệt là những anh em mà đam mê cái dòng tay côn và kiểu dáng sport nhá, thì anh em có thể không thể bỏ qua được chiếc G15 này. Nếu mà là mình thì mình sẽ chọn G15M. Tại vì sao? Bởi vì cái giá thành nó rất đắt gấp đôi anh em ạ. Và thứ hai nữa, đi rất là sướng luôn và được trang bị hai kênh ABS này, kiểu dáng form mới thay đổi rất là nhiều. Còn về G15 V3 hiện tại có giá từ 38 cho đến 45 triệu. Thì như trước này bên mình đã lên rất là nhiều đồ chơi rồi. Nếu mà anh em mà có vừa tầm tài chính hoặc là anh em vừa tầm tiền, hoặc là anh em đang đam mê một kiểu dáng sport thì anh em không thể bỏ qua chiếc G15 V3 này nhá. Hiện tại cái giá thành rất là tốt rồi. Như chiếc này lên hai bi cầu này, hai đĩa trước này, rồi có bô AK rất là đẹp luôn nhá. Như chiếc này bên mình đang góp trước khoảng 15 triệu là anh có thể lấy xe rồi. Còn chiếc G15M này mới 2023 luôn, chạy khoảng tầm độ 4-5 nghìn km thôi anh em ạ. Rất là mới rồi, chưa một vệt xước nào luôn. Anh em có thể nhìn dấu lốp này, nguyên xi luôn. Thì chiếc này bên mình cũng đang chào bán là hơn 70 triệu và góp trước khoảng tầm độ 20 cho đến 30 triệu là anh em có thể lấy xe. Ngoài ra ba chiếc kiểu dáng sport nữa, đó là Honda CBR. Honda CBR gọi là anh em ai cũng biết đến rồi đúng không? Đây, anh em có thể xem này, cũng được trang bị hai kênh ABS rồi. Với cái giá thành hiện tại của em nó cũng rất là tốt so với cái thời điểm năm ngoái nó gần 60 triệu. Nhưng hiện tại bây giờ nó chỉ khoảng tầm 45 cho đến 50 triệu là xe đẹp căng rồi anh em nhé. Và đặc biệt là anh em cũng góp trước cho mình khoảng 15-20 triệu là cũng có thể lấy xe. Về phần chiếc GX và Demon này, thì về hai chiếc này thì mình đánh giá nếu mà so với cái tài chính là anh em có tầm hơn 20 hoặc là tầm 30 triệu quay đầu thì anh em không thể bỏ qua hai chiếc xe này. Và đặc biệt phù hợp với những anh em có chiều cao 1m60 đổ lại nhá, thì ngồi cũng rất là thoải mái và ok. Như chiếc GX này thì đã được bên mình lên một quả bi cầu. Đây anh em xem nó rất là đẹp. Trước này thì anh em chỉ góp cho mình 10 triệu thôi anh em có thể lấy xe rồi. Chiếc GX Demon thì trong thời gian vừa qua thì anh em mua rất là nhiều, nhưng hiện tại thì rất là chậm rồi. Thế nhưng mà nếu mà anh em mà đi quanh nhà hoặc là anh em có thể trải nghiệm thôi thì anh em có thể xem qua chiếc GX Demon này của bên mình. Rồi ok, mình vừa rồi mình đã nói qua về 5 chiếc xe hiện tại mà mạnh nhất và gọi là anh em ưa chuộng nhất trong cái dòng phân khúc 150-155 rồi. Nếu mà anh em ưng chiếc nào để trong 5 chiếc này thì anh em hãy để lại comment hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình sẽ tư vấn cho anh em một chiếc xe phù hợp nhất nhá. Xin chào tất cả anh em.